Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học ôn tập hè tại lớp 6 của OLM.vn Ở tuần thứ 3 này, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại về số nguyên Ở đây, thầy có phần tóm tắt lại những kiến thức cơ bản, quan trọng về số nguyên Các em có thể tạm dừng bài giảng lại để nhìn lại một lượt các kiến thức này Hoặc chúng ta cũng có thể vào trên OLM.vn để tải về file tóm tắt này các em nhé Ở bài giảng này thì thầy và các em sẽ cùng ôn tập chủ yếu về các phép tính với số nguyên. Bài đầu tiên, ở đây thầy có một vài phép tính. Bài đầu tiên, ở đây thầy có một vài phép tính. Qua các phép tính này, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại một số tính chất của các phép tính liên quan đến số nguyên. Các em chú ý, ở các phép tính này, chúng ta sẽ tìm cách để tính một cách hợp lý nhất. Nhìn vào câu A, các em cho thầy biết, chúng ta sẽ áp dụng tính chất nào để tính phép tính này? Ta thấy khi ta ghép các cặp số một cách hợp lý thì ta sẽ được các tổng hoặc các hiệu là những số tròn trăm. Thầy sẽ nhóm 463 và 137 và 318 trừ 118 vào một ngoặc. Khi đó thì mỗi ngoặc này sẽ là cơ số tròn trăm, đó là 600 cộng 200, ta được kết quả là 800. Chúng ta chú ý khi đổi chỗ các số ở trong một biểu thức chứa các phép cộng, phép trừ thì ta phải đổi kèm dấu đằng trước số đó. Ví dụ như thầy muốn đổi số 118 lên trước thì thầy phải đổi kèm cả dấu trừ đằng trước nó. Ví dụ thầy muốn đổi lên vị trí này chẳng hạn thì thầy phải đổi kèm cả dấu trừ ở đằng trước số 118. Câu B cũng tương tự như vậy. Các em xem chúng ta sẽ ghép chúng ta sẽ nhóm ghép như thế nào một cách hợp lý. Ta sẽ ghép âm 17 và 17. Đây là số đối nhau. 33 và 17, tổng của nó cũng sẽ là một số tròn trục. Như vậy, ta sẽ được là 0 cộng 100, tức là 33 cộng 67, rồi cộng với âm 200. Kết quả ta nhận được là âm 100. Câu A và câu B nó chính là tính chất giao hoán và tính chất kết hợp với phép cộng trong tập số nguyên. Ở trong tập số nguyên thì phép trừ chúng ta cũng có thể hiểu như là một phép cộng. Ví dụ như ở đây, là trừ 118 thì thầy cũng có thể hiểu là cộng với âm 118. Ở đây là cộng với âm 200 thì ta cũng có thể viết là trừ đi 200. Câu C, các em hãy quan sát và cho thầy biết chúng ta sẽ áp dụng tính chất nào để tính phép tính này một cách hợp lý. À, ta thấy ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ở hai tích 64 nhân 73 và 64 nhân 27 nó đều xuất hiện, nó đều cùng xuất hiện số 64 hay số âm 64 thì ta có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng như thế nào? Thầy có thể viết lại là âm 64 nhân 73 rồi cộng với âm 64 nhân 27. Đến đây thì ta sẽ đặt âm 64 ra ngoài. Ta có thể có dấu ngoặc hay không đều được bởi vì số âm này đứng ở đầu phép tính. Như vậy ở trong ngoặc sẽ là hai số còn lại, tức là 73 và 27. Và dấu ở giữa hai tích này, đó là dấu cộng. Chúng ta phải đặc biệt chú ý là ở đây ta đưa âm 64 ra ngoài. Có một số bạn, có bạn viết là âm 64 nhân với 73 trừ 27 là sai hoặc là 64 nhân với 73 trừ 27 cũng là sai. Ta phải viết về dạng này sau đó chúng ta mới áp dụng được tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng. Đến đây ta sẽ tính 73 cộng 27 bằng 100. Và kết quả ta nhận được là âm 6.000. Câu D là một phép tính có chứa cả ngọc vuông và chứa cả phép lý thừa về thứ tự ưu tiên của phép tính và thứ tự dấu ngoặc. Thì ta sẽ ưu tiên tính ngoặc tròn trước ở trong ngoặc tròn là 4 bình phương trừ 2 x 3. Ta tính được là 10, tức là ở đây ta có 10 mũ 3. Và đến đây ta nhẩm là 10 mũ 3 sẽ bằng 1.000. 1.200 trừ 1.000 là 200. Và kết quả ta nhận được là âm 5. Có bài tập đầu tiên, thầy và các em đã ôn tập lại về một số tính chất của các phép tính trong tập số nguyên. Chúng ta sang câu 2. Tính giá trị của biểu thức Câu A, đề bài yêu cầu tính giá trị biểu thức âm 50x trừ 50y, biết x cộng y bằng âm 4. Vậy thì hai biểu thức này có liên hệ gì với nhau? Như bài trước, chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng. A à, thầy có thể viết thành số âm 50 thầy sẽ để ra ngoài. Nhân với trong ngoặc sẽ là gì? Sẽ là x cộng y. Bởi vì ở đây ta sẽ có thể viết thành âm 50 x cộng với âm 50 y Thì ở đây ta đặt âm 50 ra ngoài Trong ngoặc sẽ là x cộng y Và đến đây ta chỉ cần thay x cộng y bằng âm 4 Kết quả ta nhận được là Nó phải là một số dương tích của hai số nguyên cùng dấu luôn là một số dương cho dù cùng dấu âm hay là cùng dấu dương. Ta được kết quả là 200. Câu B, cách làm cũng sẽ tương tự như câu A, cũng sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Các em hãy thử tính ra nháp, xem ta sẽ viết lại biểu thức này như thế nào nhé. Quan sát ngay ta thấy AX trừ AI sẽ bằng Thầy đặt A ra ngoài thì trong ngoặc sẽ là X trừ Y Tương tự thầy đặt b ra ngoài ở đây, thầy cũng có x trừ y. Đến đây ta lại thấy x trừ y là thừa số chung của cả hai tích này. Như vậy thầy sẽ đặt x trừ y ra ngoài, ở trong ngoặc sẽ là a cộng b nhân với x trừ y. Ta sẽ thay a cộng b bằng âm 7, x trừ y là âm 1. Như vậy kết quả ta nhận được là